Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức mới của chúng tôi. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua những thông tin mới nhất trong ngày nhé. Cảnh đau thương nơi hỏa táng ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và Wendy Pham đã có mặt. Khung cảnh nơi hỏa táng cố ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người xem không khỏi đau lòng, xót xa. Trưa ngày 8 tháng 10, người thân xác nhận thi hài Phi Nhung được hỏa táng tại Việt Nam sau 10 ngày nữ ca sĩ qua đời. Trước đó, phía gia đình đã tính toán đưa thi hài cố ca sĩ về Mỹ theo nguyện vọng của con gái Wendy và người thân nơi đây. Song việc lo thủ tục trong thời điểm dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, truyền thông ghi lại một số hình ảnh nơi diễn ra lễ hỏa táng cố ca sĩ Phi Nhung do tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh quá căng thẳng. Quá trình hỏa táng được diễn ra chu đáo, chỉ có sự xuất hiện của sư thầy cùng một số người nhà. May mắn, Mạnh Quỳnh và Wendy Phạm đã có mặt kịp để dự lễ hỏa táng của Phi Nhung. Khung cảnh buồn thương tại trung tâm hỏa táng khiến người xem không khỏi đau lòng, xót xa. Được biết sau khi hỏa táng, tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa về chùa làm lễ, hũ tro cốt, sau đó sẽ được chuyển về Mỹ cho con gái ruột Phi Nhung là Wendy Phạm. Song thời gian chuyển đi vẫn chưa được hé lộ cụ thể. Con trai nuôi Phi Nhung nức nở ôm di ảnh mẹ cùng các sư thầy vào nơi hỏa táng. Trưa ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung rút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng chiến đấu với COVID-19, nữ ca sĩ hưởng dương 51 tuổi. Theo chia sẻ từ quản lý Phi Nhung, trước khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam trở nên căng thẳng, nữ ca sĩ có kế hoạch bay về Mỹ để đoàn tụ con gái. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh khó khăn của bà con thành phố Hồ Chí Minh vùng dịch, Phi Nhung đã hủy chuyến bay về Mỹ, ở lại Việt Nam tiếp tục hành trình thiện nguyện. Tuy nhiên, chuyện không may xảy ra khi nữ ca sĩ mắc COVID-19 không rõ nguồn lây. Sau khi Phi Nhung ra đi, gia đình tại Mỹ và Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu cũng như cùng thắp đầu cho nữ cố ca sĩ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.